tử vi thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 25 tháng 10 năm 2023 âm lịch ngày Kỷ Hợi tháng Quý Hợi năm Quý Mão xung ngày Tân Tỵ Đinh Tỵ xung tháng Đinh Tỵ Ất Tỵ Đinh Mão Đinh Dậu thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 7 tháng 12 năm 2023 nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi tí giữ được lý trí trong công việc bạn luôn suy nghĩ thật kỹ càng trước khi bắt tay làm việc, không hành động theo cảm tính với những người đang theo đuổi con đường học tập hoặc tìm công việc mới bạn có thể trao đổi và thảo luận với mọi người xung quanh có thể sẽ có người truyền dạy cho bạn kinh nghiệm đáng quý giúp bạn phát triển trong tương lai thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận não bộ bàng quang dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân tị. Hai, tuổi sửu ngày 7 tháng 12 năm 2023 thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của người tuổi sửu khá bình đạm. Nếu đang ở trạng thái độc thân, bạn có vẻ khá mơ hồ trong các mối quan hệ bạn chưa xác định được mình cần một người như thế nào nên cũng khá thờ ơ với tất cả mọi người nếu đã có nửa kia những mơ mộng của bạn đôi khi không phù hợp với thực tế vì vậy mà đôi khi hai người sẽ xảy ra tranh cãi có lẽ hai người cần thêm thời gian để thấu hiểu nhau không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng tỷ kiên soi chiếu bản mệnh nên học cách trò chuyện và thảo luận với mọi người, khiến công việc tiến triển một cách thuận lợi hơn. Nếu cứ giữ cái tôi cá nhân, tự cô lập bản thân thì làm việc gì cũng khó khăn. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, sám quý nhân phù trợ tuất mão, hợi. 3 tuổi dần ngày 7 tháng 12 năm 2023 cục diện tương phá khiến cho tình hình tài chính của người tuổi dần lên xuống khá thất thường. Vì thế, người làm đầu tư kinh doanh đừng quá tham lam khi thấy cái lợi trước mắt trước khi đưa ra quyết định gì cũng cần kiểm chứng thông tin. Với người làm công ăn lương, bạn cần phải giữ thái độ bình tĩnh. Chớ sốt sáng, như vậy thì hiệu quả công việc mới cao được việc gì cũng hãy từ từ giải quyết tin rằng với kinh nghiệm của mình bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi khó khăn thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã rất bền vững hai bạn đã có thể bắt đầu thảo luận những kế hoạch tương lai với nhau tin rằng mọi người xung quanh cũng sẽ dành cho hai bạn nhiều lời chúc phúc giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường xanh rêu xanh da trời quý nhân phù trợ mùi tuất hợi 4. Tuổi Mão ngày 7 tháng 12 năm 2023 tam hợp tác động người tuổi Mão đang dần làm quen với nội dung công việc mới của mình. Khi được cấp trên giao phó trọng trách bạn đã tự tin hơn nhiều. Không còn bỡ ngỡ như trước. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể được khách hàng, đối tác đáng tin cậy giới thiệu cho một vài cơ hội làm giàu. Hãy thử quyết đoán thử thách bản thân mình xem sao có khả năng bạn sẽ thu được một khoản kha khá. Xem tử vi trực tuyến trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ, sửu tuất hợi. Nam, tuổi thìn ngày 7 tháng 12 năm 2023 thổ khắc thủy, người tuổi thìn còn độc thân cảm thấy khá phiền phức khi cứ phải đối phó với những người mình chẳng có hứng thú có lẽ bạn cần tìm cách từ chối dứt khoát và rõ ràng hơn để họ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nếu đã có nửa kia bạn cảm thấy người kia có vẻ khá lạnh nhạt với mình bạn mong rằng người ấy có thể dịu dàng quan tâm hơn một chút tốt nhất bạn hãy bày tỏ rõ nỗi lòng với đối phương như vậy mới mong người ấy biết và thay đổi Kiếp tài cho thấy bản mệnh có thể sẽ phải giải quyết một vài vấn đề mới phát sinh trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu có gì không rõ, hãy mạnh dạn hỏi người có kinh nghiệm hơn mình. Đừng giấu giếm rồi tự tìm cách giải quyết, sẽ rất dễ mắc lỗi sai. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ tuất dậu thân. 6 tuổi tị ngày 7 tháng 12 năm 2023 dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi tị sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Nhiều điều không như ý muốn xảy ra khiến bạn cảm thấy nghi ngờ vào bản thân. Tuy nhiên, con giáp này hãy luôn hy vọng vào tương lai, dù hiện giờ bạn gặp phải khó khăn gì đi nữa. Hãy nghĩ rằng đó là điều bạn nhất định phải trải qua nếu muốn trở thành một người tài giỏi và bản lĩnh hơn. Thủy Khắc Hòa, nếu đã có nửa kia, bạn cần dành thời gian quan tâm đến người ấy nhiều hơn. Đừng dành quá nhiều thời gian cho sở thích hoặc cho công việc của mình. Tốt nhất hãy tìm cách cân bằng các khoảng thời gian của mình. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ. Dậu, Sửu, Thân. 7 Tuổi ngọ ngày 7 tháng 12 năm 2023 thiên ấn soi giỏi, người tuổi ngọ cảm thấy hừng hực quyết tâm khi bắt tay vào công việc, bạn muốn mọi người nhìn mình bằng một con mắt khác. Hôm nay, bạn có thể chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng đã biết cách lắng nghe và phân tích ý kiến của cấp dưới nhiều hơn cũng nhờ tư tưởng cởi mở mà bạn vạch ra nhiều hướng phát triển triển vọng giúp tập thể gặt hái thành tích cao. Tuy nhiên, xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê. Lấp hố, rãnh, do đó, bạn nên hạn chế thực hiện các công việc trọng đại. Nếu có thể, hãy lùi việc sang ngày khác thích hợp hơn. Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ tuất. Mão, dần. Tám, tuổi mùi ngày 7 tháng 12 năm 2023 tam hợp đem tới những tác động tích cực cho người tuổi mùi. Người làm công ăn lương xác định được đâu là những điều quan trọng trong công việc cần phải nắm rõ. Nhờ thế mà chất lượng công việc nâng cao một tin mừng khác sẽ đến với bạn trong ngày hôm nay đó là bạn có thể giải quyết được những rắc rối tiền bạc trước đó nhờ thế mà bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều từ nay hãy có cách sử dụng đồng tiền cho vay mượn thông minh hơn thổ khắc thủy tiếc rằng chuyện tình cảm lại không mấy suôn sẻ bạn cảm thấy buồn bã khi đối diện với sự phản đối của gia đình trong các quyết định quan trọng Hãy bình tĩnh giải thích để mọi người thấu hiểu, đừng làm căng mọi chuyện. Giờ tốt. 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Chín. Tuổi thân ngày 7 tháng 12 năm 2023 cục diện tương hại tác động, người tuổi thân cần phải cẩn thận hơn trong công việc, tránh mắc phải những sai sót không đáng có nếu không thay đổi tác phong làm việc thờ ơ, bạn sẽ đánh mất niềm tin của lãnh đạo. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong ngày hôm nay, tránh đưa ra những quyết định vội vàng. Có những cơ hội bạn tưởng là béo bở, nhưng thực chất là cái bẫy mà kẻ xấu vạch ra cho bạn nhảy vào. Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 25 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ tí, thìn dậu. Mười Tuổi dậu ngày 7 tháng 12 năm 2023 tử vi 12 con giáp hôm nay nói thực thần chiếu mệnh, tình hình tài chính của bạn rất khả quan, đặc biệt là với những ai làm công việc tự do bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua khi có đồng tiền dư giả trong tay bạn có thể nghiên cứu thêm những lĩnh vực đầu tư đáng tin cậy hãy tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm và tiến hành dần dần từng bước một rồi bạn sẽ khiến tiền đẻ ra tiền kim sinh thủy nếu đã có nửa kia hai bạn đang được tận hưởng chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc vì đôi bên có những sở thích rất phù hợp với nhau nên làm việc gì cùng nhau cũng vui vẻ cả. Bạn rất trân trọng nửa kia của mình. Giờ tốt, một giờ ba giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11 tuổi tuất ngày 7 tháng 12 năm 2023 thổ khắc thủy, trong gia đình, bạn cần bao dung và học cách đặt mình vào vị trí của nửa kia, đừng phóng đại những khuyết điểm của đối phương. Hai người không có ai là hoàn hảo, quan trọng là đôi bên cần dung hòa với nhau. Với người độc thân, bạn có vẻ khá dị ứng với những buổi gặp gỡ do bạn bè, người thân sắp đặt. Tuy nhiên, bạn nên có cách hành xử lịch sự, nhẹ nhàng hơn để không làm phật lòng những người có thiện ý với mình. Kiếp tài cản trở, người làm công ăn lương có một ngày làm việc khá căng thẳng. Bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong công việc, hãy xử lý cẩn thận kẻo mắc sai lầm, bởi không phải việc gì cũng đơn giản như thoạt nhìn đâu. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Cam quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. 12, tuổi hợi ngày 7 tháng 12 năm 2023 tự hình chiếu mệnh, người tuổi hợi dễ phức tạp hóa những vấn đề vốn rất đơn giản. Hãy cố gắng thay đổi thói quen này. Bạn không nên suy nghĩ quá nhiều và tự tạo áp lực cho bản thân. Đồng thời, khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, bạn cũng không nên vội vàng muốn đạt được thành công. Mọi việc đều cần có một quá trình. Bạn đã cố gắng hết sức mình trong công việc, vì thế sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng đông bắc để gặp hỷ thần và hướng nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.